Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là em lên một một video nói về một cây tam bảo sắc nha, rừng Bình Thuận nha. Đó, rừng Thuận Hòa Bình Thuận nha, Hàm Thuận Bắc. Đây là sọc kẽ nha anh em, tam bảo sắc sọc kẽ nha. Đó. Đó, ngọn đèn lên nha. Ở đây vẫn có nè. Đây là nguyên bản nha anh em, để bám nè. Này dây đút là cột lại nha, cho nó cố định nha. Lúc cua nó rung lay rễ thì cột lại cố định, còn rễ này bám cố định nè. Chụp kỹ quá đẹp luôn. Đá này rõ nhất luôn à. Quá đẹp, quá VIP luôn. Này nữa là 5 lá rưỡi, cái này là 5 lá rưỡi. Rồi, em quay clip này cho anh em review cho anh em xem cây tam bảo sắc nha, rừng Bình Thuận nha. Đó, tại rừng rừng Thuận Hòa. Đó. Thuộc Hàm Thuận Bắc Bình Thuận. Anh em nào có thích cái nguyên bản này thì gọi cho Hương Liên rừng nha. Đây. Đó.